Rồi tiếp tục coi bơi nữa các bạn. Được rồi ha. Cuốc Hitachi UH12 nhé các bạn. Gào siêu to luôn, gào có hai. Con này thì nãy mình có xuống quay video trước cho bạn xem thì cái đầu máy khác các bạn, đầu máy Tower các bạn. Kính này cản quan giác rồi gắn cản nữa rồi. Rồi xà lan hơi lâu ha. Rồi tới cầu nữa đó bạn, qua cầu nữa là tới chỗ sông ngang rồi các bạn.
mí rồi. Tài xế ra bà ghê không các bạn? Qua bên kia ha bạn. Nước nó đổ xuống quá trời. Rồi xong rồi đó. Rồi hẹn các bạn những video tiếp theo của mình nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ nha.